Vậy quê đâu vậy? Dạ em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Thanh Hóa qua Bắc Giang gần không? Chắc khoảng 200-300 cây ạ. Ờ, nhưng mà cũng trên một chuyến đi đúng không? Dạ. Ra tới Thanh Hóa xong đi qua Bắc Giang, ra Hà Nội đi Bắc Giang. Về luôn đấy. À, về luôn đấy. Hồi xưa giờ tôi Hoài đi về quê mấy với mấy người? Dạ, em toàn đi một mình ạ. À. Đi một năm là em về quê một lần, Tết là em về. Thế mọi người ở quê với cha mẹ em cứ bảo là sao người ta cứ đi một về ba mà sao mày cứ đi một về một hoài vậy? Bạn có thích đi một về ba không? Dạ em thích đi một về ba anh. Điểm của bạn là thấy rồi, mình có cái gì nó thế yếu của mình không? Cái điểm yếu tức là những cái môn mà thuộc về năng khiếu, ví dụ như là hát hoặc là múa hoặc là vẽ thì em rất là hạn chế. Có nghĩa là học trò em hát bậy bạ không học phải không? Không, không có bậy bạ chị. Hát cũng đúng nhưng mà nhiều khi trẻ nó còn hát hay hơn cô ấy chị. Vậy hát rồi thua học trò nữa, còn bạn hát ha, được không? Em hát kinh lắm mọi người. Ở Bắc Giang mà hát hay lắm mà. Em hát dữ lắm. Gần nó gần Bắc Ninh nữa, thành ra là dạ. Quan họ này kia là cũng biết biết nhưng mà nó dữ lắm anh. Đâu làm thử coi sao. Em hát thử một đoạn thôi. À. Người ơi, làng quan họ quê tôi, cửa đình ngô bán nguyệt, chỉ cá tựa mạn thuyền, anh hai ngồi bè lái, quan họ về là về trao duyên, ấy quan họ về trao duyên. Cũng được. Nãy giờ thấy bạn cầm quyển sách, bạn cứ mân mê cùng quyển sách đó, lý do tại sao nay cầm quyển sách đến đây? Dạ, em muốn... Muốn gì? Muốn đọc. Bạn nghe bạn nữ nói những ưu điểm và khuyết điểm của mình, của bạn ấy, còn mình? Em thì được cái là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Cái gì nữa? Sở thích thì em, trước đây em đi theo học ngành cơ khí máy, cũng cây duyên đưa đến ngành nhựa thôi. Còn thực ra em thích là thích nuôi chim, nuôi cá. Thích nuôi cá lồng lắm. Em nhìn là em thích à? Vậy khuyết điểm? Hát dở mà em lười giặt đồ lắm chị ơi. Rồi còn lười gì nữa? Dạ, làm biến hẹn hò nữa. Chị ế là đúng rồi. Trời ơi, tại sao thước tha như vậy mà là thích đá banh là sao? Em cũng không có hiểu đó chị. Khi mà có tổ chức là mình tham gia vào. Khi mà lúc vào sân là mình cứ tưng bừng ngoài sân rồi đó chị. Mà đứng ở cái vị trí nào? Dạ em thường đá tiền đạo chị. Dữ là tiến lên phía trước không vậy hả? Quá dữ. Có sút vô được cú nào chưa? Chưa chị. Từ đó gì đó, tiền đạo mà chưa đá như thế nào là tiền đạo cái gì trời. Bạn trai có thích bạn gái đá banh không? Được, được. Được hả? Thiệt lắm. Bạn muốn tìm cho mình một cái người yêu và đi đến hôn nhân gia đình luôn đúng không? Dạ. Nếu tìm được thì chúng ta sẽ tính chừng nào để tổ chức? Càng sớm càng tốt anh ạ. Tôi sẽ qua xem thử cô gái bên này như thế nào. Đá banh à? À, chào cô giáo. Giọng rất là đặc biệt nha. Thích về Thanh, về Bắc Giang không? Dạ em thích anh. Cứ có người rủ em đi là em thích rồi anh. Em chào Hoài chả có ai rủ em. Chào Hoài chả ai rủ em à? Thế rủ em đi không? Rủ em phải đi chứ anh. Đang chờ mà. Cưới ngay nhá. Làm luôn. Thế bây giờ bạn thích cái mẫu người bạn trai như thế nào nè? Rồi chị qua chị coi mặt cho em nè. Chị em thích người bạn trai đó. Vui vẻ là dí dỏm. Còn về hình thức thì trên trung bình là được. Và ví dụ có thể là chán nói hoặc là bụng bơ chị. Càng thì càng tốt. Gì vậy? Càng tốt là sao? Chán hói bụng bơ càng tốt là sao? Bụng bơ to hơn anh Quyền Linh càng tốt. Lý do? Em nghe người ta bảo là bụng bơ mới có tướng làm quan chị. Còn chán hói thì mới thông minh. Em nghĩ vậy nhưng mà em ngẫm rồi. Thường những người chán hói người ta thông minh lắm. Lần đầu tiên gương này lạ luôn nha. Gương quá lạ. Thấy ai cũng nói là không thích bụng bự. Chán này có hói không? Vuốt vuốt lên chút xíu thôi. Cho cao cao lên xíu hói. Mà có cái điểm nào không thích ở bạn trai không? Em ghét nhất là bạn trai mà khi mà nói chuyện với em, mọi người hoặc bạn gái hoặc là người lớn mà cái mặt mà cứ vênh vênh hoài vậy. Sao này tay cứ như kiểu là nhổ râu ấy chứ. Nhìn nó cứ đều đều cứ ghê ấy đi. Tôi thích bạn này rồi đó nha. Cô kia hơi cá tính đấy. Được á. Dễ thương lắm. Coi cái anh đấy. Bên này sao? Hả? Sao chị? Bụng quá bự. Thích cái mẫu người con gái hay sao? Em chỉ cần một người con gái chân thành.
biết đối nhân xử thế với người lớn là được rồi. Không thích điểm nào? Lẹ lẹ quá là không thích, đơn giản thôi. Tiền ai giữ? Thì tất nhiên là vợ giữ rồi chị. Miễn là vợ đưa cho mình đủ tiền đổ xăng với tiền nhậu bữa được anh nhỉ? Anh cứ rủ em đi nhậu là em cho anh tiền đi nhậu luôn. Em ơi, em có nhậu nhiều không? Em mà nói chung là cũng tạm tạm anh. Anh rượu chè thì cờ bạc thì không, bia thì có uống, dạ. Không có thì đi mua. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Anh thấy em sao? Nhìn em vậy mà dễ thương lắm. Anh cũng thấy dễ thương nữa. Bao dễ thương cho anh luôn. Chứ em thấy anh sao? Nói chung là cũng thích thích à. Thích thì bây giờ làm thế nào? Anh thích thì bây giờ em có ý kiến nha. Anh, bể đậu của em đi. Em có chăm được anh không? Anh gầy lắm á. Anh yên tâm, cái gầy mẹ em nuôi khắc mập mà. Thật nha. Thế không có lo, em ví dụ như là xấu thì nhiều khi mình tốn nhiều chi phí thôi. Còn mà gầy thì ăn nhiều cũng thành mập vậy là. Mà muốn bụng bự thì nhậu nhiều, bụng khắc bự. Anh nhậu nhiều lắm á. Nhậu nhiều thì tốt chứ sao mà. Nhậu cứ cho em đi cùng là ok rồi. Vậy nha. Dạ. Phải có em đi em mới chịu, còn không có em đi anh ở nhà. Thì anh cho em đi. Dạ. Vậy không say không về hả? Rồi, rồi rồi nhậu mà dắt em đi hoài, cuối cùng bụng ai bự. Cho người ta đi, người ta uống một mình thì bụng người ta mới bự được chứ. Bây giờ hỏi câu này nè, bây giờ chừng nào kết hôn? Kết hôn đẻ mấy đứa? Anh chừng nào anh lấy em. Cái này là anh lấy em chứ em không có lấy anh. Đúng rồi, rất là dễ anh thương. Anh chừng nào anh lấy em. Em thích bao giờ anh cưới là anh cưới à? Bao giờ là bao giờ, em không có thích chờ đợi nhiều. Anh đánh nhanh hỏi chậm mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng phải có thời gian cụ thể vậy đó. Em không có thích bao giờ, em chờ đến bao giờ. Thẳng thắng rồi đi, đúng rồi. Bao giờ? Ok. Bao giờ? Cuối năm, cuối năm. Ok. Cuối năm. Dạ. Em theo anh về dinh ha. Dạ, ok. Để mấy đứa. Cái này thì em quyết định được. Ít nhất là phải 3 chị. 3. Anh cộng dinh thì cũng sao? Quyết định chứ, rồi em quyết định đâu có được. Trời, đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi trang rồi. Khoan khoan em. Anh tặng em cuốn sách này. Dạ, em đọc. Thôi em đọc nha. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai đối diện trước mắt em? Em bảo là em thích rồi mà. Hiện tại giờ là thích rồi, còn về tìm hiểu sau. Thích rồi thích cái gì? Chả biết là thấy thích thích vậy thôi. Em cái gì mà đập vào mắt em đầu tiên? Em thấy anh hiền lành ạ. Thấy cũng tươi. Tươi? Tươi chỗ nào? Ông nhóm nhắc cái queo tươi gì? Tươi là tươi cười á chị. Rồi bạn nam, bạn thấy cô gái thế nào? Không, bạn vui tính, rất hợp với mình á. Hợp không? Hợp lắm. Có thấy khớp, thấy sợ gì không? Không sợ gì em chị. Không sợ gì phải không? Em nhìn vậy thôi nhưng mà ghê phải không? Lù khù rồi đó. Không biết nổi đâu. Thôi hai đi em. Thôi anh về mình tính sau. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đến để quyết định. Tâm sự vậy đủ chưa? Hiểu chưa? Dạ được rồi. Hiểu rồi ha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ để quyết định nhấn nút hẹn hò với nhau hay là không. 1. Có nhấn không? 2. Chúc mừng hai bạn. Hai người dễ thương, ấn tượng chứ. Tôi hỏi với cô gái là nếu như ôi giời ơi, ôi giời ơi, thích quá, nắm tay nhau đi, nắm tay đi, nắm tay đi, điện giật, điện giật, ha, điện giật, cảm nhận thế nào? Không, không cho hôn. Quen bao lâu mới cho hôn? Thôi em thích là em chủ động hôn trước rồi đó. Thế bây giờ thích đi. Giờ chưa thích mấy. Nếu như chàng trai không nhấn nút thì sao? Không nhấn thì em cũng nhấn kệ chứ.